Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Việt Nam ngày nay trên kênh truyền hình VTC10 Nét Việt. Thưa quý vị, giãn dân một chủ trương đúng đắn để giảm áp lực dân số và nâng cao hiệu quả bảo tồn phố cổ Hà Nội. Những người dân sống trong khu vực này nghĩ gì về đề án giãn dân? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị đến với những tin chính ngày hôm nay mùng 6 tháng 8. Bắc Ninh quy hoạch bảo vệ di tích thành cổ Lưu Lâu. Tái bản John đi tìm Hùng, cuốn sách về hành trình xuyên Việt của một chàng trai trẻ Việt kiều Mỹ. Những người lưu giữ cội nguồn làng nghề qua các hiện vật gốm cổ là nội dung tiểu mục Sứ giả văn hóa. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương quy hoạch tổng thể, giữ nguyên hiện trạng nhằm bảo vệ di tích lịch sử văn hóa quốc gia thành cổ Lưu Lâu ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Khu di tích lịch sử làng cổ Lưu Lâu được công nhận là di tích văn hóa cấp quốc gia từ năm 1964, hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa. Sau khi kiểm tra hiện trạng khu di tích, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các sở, liên ngành tập trung chống xuống cấp cho hai công trình của khu di tích Lưu Lâu là chùa Phi Tướng và đền thờ Sĩ Nhiếp, di rời các ngôi mộ và 5 hộ dân xây nhà trong khu di tích, dẹp bỏ chợ cóc. Tỉnh sẽ ưu tiên bố trí kinh phí chống xuống cấp dành cho di tích trong năm 2014. Xuất bản lần đầu cách đây hơn 2 tháng, nhưng cuốn sách của chàng trai trẻ Việt kiều Mỹ Trần Hùng John đã tạo được sức hút mạnh mẽ, không chỉ từ giới trẻ mà cả những người lớn tuổi muốn tìm hiểu rõ hơn về những đặc tính cũng như giá trị truyền thống trong văn hóa của người Việt Nam. Cuốn sách sẽ tiếp tục được nhà xuất bản Kim Đồng tái bản trong thời gian tới. Với cách kể chuyện biết tiết chế tình cảm cá nhân thông qua cảm nhận của mình về những điều mắt thấy tay nghe trong hành trình xuyên Việt với cái ví rỗng, Trần Hùng John đã góp phần giúp các bạn trẻ bứt phá suy nghĩ cũ, thay đổi để tốt hơn. Cuốn sách lập tức được đón nhận nhiệt thành từ nhiều tầng lớp độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ. Không chiêu trò lạ hóa, Trần Hùng John thuyết phục độc giả bởi sự chân thật đến mức trần trụi, giống như trong các chương trình truyền hình thực tế. Cũng chính vì lẽ đó mà cuốn sách được chọn để trở thành đề bài nghị luận xã hội trong đề thi đại học vừa qua. Nhân dịp tái bản cuốn sách, nhà xuất bản Kim Đồng cũng đồng thời phát động cuộc thi đối thoại với Trần Hùng John, tạo cơ hội để độc giả thể hiện quan điểm sống của mình. Theo nguồn tin từ Lâm Đồng, hiện các cơ quan chức năng đang gấp rút hoàn chỉnh bản đồ hướng dẫn du lịch Đà Lạt nhằm cung cấp thông tin cho du khách trong dịp tuần văn hóa lễ hội diễn ra vào cuối năm 2013 tại Đà Lạt. Sau khi hoàn chỉnh, bản đồ sẽ được phát miễn phí đến du khách, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn và một số tỉnh thành trong khu vực. Bản đồ hướng dẫn du lịch Đà Lạt sẽ là ấn phẩm cập nhật, giới thiệu, cung cấp thông tin địa chỉ chính xác, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch của thành phố. Đồng thời, bản đồ này sẽ thể hiện rõ thông tin các chuyến tham quan du lịch, các loại hình sản phẩm du lịch đặc trưng tại địa phương, hệ thống các cơ sở lưu trú, ăn uống chất lượng nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của du khách. Tuần văn hóa lễ hội với 4 chương trình lớn là Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 5, Festival Di sản UNESCO Việt Nam ASEAN lần thứ nhất, kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, công bố năm du lịch quốc gia Tây Nguyên Đà Lạt 2014, dự kiến sẽ thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước tham gia. Như chúng tôi đã đưa tin, đầu tháng 8 này, Hà Nội đã quyết định cho phép thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ tại khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên. Người dân phố cổ nghĩ gì về dự án này và làm sao để công tác giãn dân ở đây đạt hiệu quả? Ghi nhận của nhóm phóng viên Việt Nam ngày nay tại phố cổ Hà Nội. Lối đi chưa đầy 1 mét, chật trội, ẩm thấp. Đây là những hình ảnh quen thuộc ở khu phố cổ Hà Nội. Theo thống kê hiện nay, mật độ dân số của khu phố cổ là 84.000 người trên 1 km². Với mật độ dân số quá lớn như vậy, nên hạ tầng kiến trúc, chỉ tiêu cây xanh và giao thông tĩnh ở đây đều bị phá vỡ. Căn phòng 10,4 m² này là nơi sinh sống của gia đình 3 thế hệ nhà bà Bạch Thị Bình với 9 thành viên. Gia đình bà mong được giãn dân để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ở mé ngoài kia này thì tôi không biết. Nhưng mà riêng nhà tôi là nhà tôi chỉ mong muốn cho đi. Để đi thế nào cho nó cái sức khỏe nó tốt. Chứ không các cháu ở đây nó ngửi cái hơi than nhiều quá, ô nhiễm, hỏng hết phổi.
Đề án giãn dân phố cổ đã được thành phố Hà Nội giao cho Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm thực hiện từ năm 1999. Từ đó đến nay, tức là sau hơn 12 năm đề xuất, đề án mới bắt đầu thực hiện. Hiện bên cạnh những đối tượng bắt buộc phải di rời thì số người tự nguyện di rời còn rất ít. Một lý do khiến họ không muốn chuyển đi vì không đủ tiền để mua nhà tại nơi ở mới. Dân ở đây thì người ta sống khổ thì nó quen rồi, mình có nói thẳng ra là nó quen rồi. Cho nên là nhiều người người ta không muốn đi là như thế. Nhưng mà đến một cái chỗ mới thì thực tế ra là về vấn đề lo, về vấn đề kiếm sống, lo về vấn đề kinh tế là người ta gặp khó khăn. Cho nên là nhiều người người ta nghĩ là người ta không muốn đi là như vậy. Chủ trương giãn dân phố cổ, ngoài việc để bảo tồn di tích lịch sử văn hóa quốc gia, còn để cải thiện cuộc sống của người dân nơi đây. Hầu hết chuyên gia đều nhận định việc bảo tồn phố cổ là một chủ trương đúng, nhưng nếu không tìm được sự đồng thuận của người dân thì tính khả thi của đề án sẽ không cao. Những người mà có nhà tại phố cổ thì họ rất mong muốn để tự họ cải tạo, có sự trợ giúp của nhà nước. Thế còn những người mà họ cân nhắc cái chuyện là họ có thể không thích cái cuộc sống chen chúc ở phố cổ, họ muốn đi nhưng mà họ lại cảm thấy là cái giá đất mà được trả nó quá thấp so với lại cái giá đất trên thực tế. Tất cả những cái chuyện đó mà chúng ta sử dụng thông qua một cái quyết định hành chính thì tôi tin chắc rằng tính khả thi sẽ rất thấp. Phố cổ Hà Nội đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 2004. Ngoài hệ thống di tích dày đặc, phố cổ Hà Nội còn khoảng 1.000 ngôi nhà cổ có tuổi đời trên 100 năm. Đề án giãn dân phố cổ đặt mục tiêu đến năm 2020 phải giảm mật độ dân số tại khu vực này xuống 500 người trên 1 hectare. Để đạt được mục tiêu này, chính quyền và người dân phố cổ sẽ còn rất nhiều việc phải làm để tìm được sự đồng thuận. Nằm cận kề làng gốm sứ Bát Tràng, nhưng phải đến khoảng hơn chục năm nay, người dân xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội mới phát hiện ngay trên mảnh đất quê hương mình đã từng tồn tại một làng gốm cổ. Và để lưu giữ lại chứng tích của làng nghề cổ đó, một bảo tàng cấp xã đã được dựng lên trên địa bàn xã Kim Lan bởi một nhóm người dân với mong muốn lưu giữ lịch sử quê hương. Một trong những người ngày ngày lặng lẽ thu lượm và cất giữ các mảnh gốm còn sót lại của làng cổ Kim Lan là ông Nguyễn Việt Hồng. Trong nhiều năm qua, ông Hồng cùng nhóm khảo cổ của mình đã cần mẫn và say mê tìm trong lòng đất nhiều di vật quý. Nhiều người coi công việc của các ông là vô nghĩa bởi những mảnh vỡ ấy dường như không chút giá trị. Song với nhóm khảo cổ, nó lại chứa đựng cả một thời đại lịch sử của quê hương. Nhặt về thì để biết rằng những cái mảnh gốm ấy là có ngày xưa người ta xa xưa như thế người ta đã làm được. Còn làm khéo hơn bây giờ, nhà thu về mục đích nghĩ là gì? Để nghiên cứu xem có phải ngày xưa mình làng mình đã làm một làng nghề không. Tất cả trong suốt quá trình tham gia làm cái việc này thì không hề có một cái bộ phận nào tài trợ cho chúng tôi về kinh tế. Chúng tôi cũng nghĩ là nếu mà hiểu được cội nguồn của làng có thể đóng góp xây dựng đối với làng cho nó tốt. Sự nhiệt huyết của họ cuối cùng đã có kết quả. Tháng 3 năm 2012, nhà trưng bày gốm sứ lịch sử làm nghề Kim Lan đã được khánh thành và trở thành bảo tàng cấp xã đầu tiên trong cả nước. Sự ra đời nhà bảo tàng Kim Lan là mong mỏi của người dân Kim Lan. Và khi nhà bảo tàng xây dựng và được khánh thành thì nó đem lại ý nghĩa rất là to lớn trong đời sống của nhân dân, đặc biệt là một cái làng nghề truyền thống như làng nghề Kim Lan. Di tích nơi làm gốm sứ Kim Lan nay đã bị nước sông Hồng cuốn trôi gần hết. Bởi thế, những mảnh gốm sứ miếng lành, miếng vỡ do nhóm khảo cổ ông Hồng thu lượm được trở nên vô cùng quý giá. Bảo tàng Kim Lan giờ đây là nơi lưu giữ câu chuyện làng cổ mà những bậc cao niên như ông Hồng, ông Nhung mong muốn kể lại cho hậu thế. Câu chuyện về những người tâm huyết với bảo tàng gốm của làng xã ở vùng đất Kim Lan cũng đã khép lại bản tin Việt Nam ngày nay, ngày 6 tháng 8. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.
Mm-hmm.